Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với channel YouTube của Tokyo Camera. Nếu như bạn đã quá nhàm chán với những thao tác retouch thủ công lặp đi lặp lại trên Adobe Photoshop hay chất lượng ảnh không cao cùng việc không thể copy paste các thông số bóp mặt của cùng một khuôn mặt trên những tấm ảnh khác nhau khi sử dụng những phần mềm làm đẹp phổ biến trên điện thoại di động ngày nay thì Evoto chính là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn. Evoto, công cụ chỉnh sửa ảnh tích hợp trí tuệ nhân tạo, được ví như là tương lai của ngành hậu kỳ retouch ảnh. Chỉ với vài cú nhấp chuột, chẳng khác biệt là bao so với các thao tác làm đẹp trên di động, bạn đã có thể nhanh chóng xóa quầng thâm mắt, xóa nọng cằm, thu nhỏ cánh mũi, bóp gọn khuôn mặt của mình, đồng thời bê nguyên những thông số ngũ quan đó sang các bức ảnh còn lại một cách dễ dàng. Với những ứng dụng làm đẹp phổ biến trên di động ngày nay như Singtu, Makeup Plus, B612, v.v., chúng ta đã có thể dễ dàng chỉnh sửa và làm đẹp cho bản thân ngay trên điện thoại. Tuy vậy, những bức ảnh đó chỉ đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về chất lượng để đăng tải lên mạng xã hội, chứ hoàn toàn chưa thể đáp ứng được việc in, phóng ảnh làm kỷ niệm hay đơn giản là xem chúng trên một màn hình lớn hơn. Ngày hôm nay, tôi sẽ đưa Evoto đến với cả các cô gái có đam mê bất tận về việc làm đẹp cho bản thân và cùng xem cái trải nghiệm của họ thế nào về phần mềm này. Không biết là Evoto có lợi hại hơn so với các phần mềm chỉnh sửa ảnh đang phổ biến trên điện thoại di động ngày nay không nhỉ? 3, 2, 1, bắt đầu. Alo ạ. Xin chào mọi người, mình là Huyền, là nhân viên văn phòng. Xin chào mọi người, mình là Hải Yến, hiện tại mình vẫn là sinh viên năm cuối ạ. Em là Tinh. Sao em vừa đi ăn bún rau mùng nhưng không ăn hành, nên là không có hành. Trước khi mà mình gầy thì mình cũng hay chụp ảnh, nhưng mà bây giờ thì mình hay bị chụp trộm hơn. Có chứ ạ, con gái thì ai cũng chụp, với cả em cũng hay tự selfie các thứ. Thường thì những cái phần mềm mình hay sử dụng nó sẽ có là một là phần mềm chỉnh màu, ví dụ như là B612 hoặc là Ulite. Hai là phần mềm sẽ chỉnh các cái vết gọi là bóp mặt này hay là xóa mụn bằng PicArt. Nó có nhiều loại lắm. Nếu như mà để bóp mặt thì có mấy cái Meitu hoặc là mấy cái filter các thứ. Còn Snapchat thì thêm chó thêm mèo. Nhìn trái nhìn phải thì chủ yếu vẫn là phần hai bên má này khá là to ấy. Hoặc là các cái liên quan đến rãnh miệng này, khi mà mình cười lên ý, trông kiểu bị nó hơi già đi khi cái rãnh miệng mình lớn nhiều quá. Điểm bất tiện là nếu như mà em muốn chỉnh riêng về màu này hoặc là em muốn bóp mặt riêng thì em phải lên những phần mềm khác. Nhiều khi kiểu em muốn chỉnh màu được đẹp rồi ấy, thế xong rồi em lại muốn bóp mặt thêm vào nữa, rồi em phải lưu từ cái phần mềm kia, xong rồi em lại chuyển sang cái bên mà có thể bóp được mặt ấy, thì chất lượng ảnh nó bị giảm xuống. Đấy là khi mà mình chỉnh cái điện thoại như này thì cái điện thoại nó rất là bé, và mình mỗi lần mình nhìn phải nhìn như này thì mình mới bắt đầu mình xóa được ấy. Thường thì khi mà mình chỉnh sửa xong xuất file ra ấy, gần như là nó vỡ gần hết ảnh luôn, chất lượng rất là thấp. Ok. Ok ạ. Dark circle reducing. Wow. Trời ơi, da mịn quá. Thường như em xấu ấy à? Ôi, hết mụn luôn này. Oh my god, cả thu nhỏ mặt luôn hả? Ôi, hết tàn nhang. Có cả đánh son luôn. Mày ơi, xong mày phải show ảnh behind after của tao đây nào. Bị thâm mắt cho nên là nó có cái xóa vọng mắt. Kéo hết cỡ à? Ôi, có cả make up luôn hả? Ê, mấy cái về mắt ấy là em sẽ phải kéo hết cỡ. Chết thật, xong đăng lên nó lại chủ mẫu xấu như hôm nọ ấy. Ủa, lông mi thật lắm luôn á. Nhanh vãi, trắng tinh luôn. Em ơi, nhìn nhưng mà nhìn trông thật quá à. Mình thấy giao diện này khá là đơn giản và dễ dùng. Thực sự là không nghĩ nó dễ như thế. Nó nhanh và nó đồng bộ được trên cùng nền tảng. Nó rút ngắn được cái thời gian mà mọi người cà da làm mịn ý.
so với ở trên Photoshop thông thường. Lúc đầu mình nghĩ là công nghệ AI thì sẽ giống như ở trên TikTok, là kiểu mình nhập vào một cái ảnh cho nó tự edit luôn. Mình cũng khá ấn tượng với cái chế độ đổi bầu trời với cả background nền ảnh thẻ ở đây. Với cả em thấy nó hay hơn cái mấy tu là bóp mà nhưng nó hơi bị lố. Khi mà mình chỉnh thì mình có thể kéo hai bên này kéo độc lập, còn như bình thường thì sẽ phải kéo kéo tay ấy. Không có nhiều khi là cái mặt của mình dưng có một chỗ lõm hẳn mà. Mình nghĩ là ở đây còn có một cái chức năng nữa là lưu lại những cái chỉnh sửa để sau đấy mình áp dụng vào những cái ảnh tiếp theo của mình ấy. Thứ nhất là những bức ảnh của mình trở nên đồng bộ hơn. Thứ hai là nó rút ngắn được khoảng thời gian của mình. Đồng bộ nhất chắc là chỉnh sửa khuôn mặt, các thông số mình chỉnh, bởi vì vẫn là khuôn mặt của mình thôi. Nhưng mà tại vì kể cả hai lần chỉnh khác nhau thì mình cũng có thể khác mà. Một điểm cộng cho Evoto này nhất đấy là bởi vì là cái chất lượng ảnh thực sự là nó rất là nét luôn. Nó cảm giác còn nét hơn cả ảnh gốc luôn ý các bạn ạ. Ở đây cũng có phần tách nền cho mình luôn. Thì ví dụ sau này mình có chỉnh ảnh tập thể chẳng hạn, mình muốn ghép mọi người đi du lịch Paris hoặc là Hà Lan ý, thì mình vẫn có thể là cắt hết mọi người ra và ghép vào, không cần phải tô từng đường nét một. Đó, đấy một điểm cộng rất là nhiều. Nhưng mà cho mình hỏi một chút là cái ứng dụng này nó tiện như thế thì không biết là sẽ có những ai kiểu lạm dụng Photoshop giống như kiểu là Anna Bắc Giang không nhỉ? Con này cũng bóp vừa phải. Mỗi tội là chứ gì không bảo ghi em trước để em ăn mặc còn đỡ fan. Evoto được biết là một phần mềm sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Chính bởi vậy, lợi thế về chỉnh sửa hình ảnh của nó là vô cùng lớn. Nó có thể tiết kiệm thời gian của bạn rất đáng kể so với những phần mềm chỉnh ảnh phổ biến hiện nay. Điểm cộng lớn nhất của Evoto chính là một giao diện trực quan và thân thiện với người dùng, gần như tương đồng với các ứng dụng chỉnh ảnh trên điện thoại. Tuy mạnh mẽ là vậy, Evoto ở phiên bản hiện tại vẫn còn rất nhiều điểm hạn chế. Ứng dụng vẫn chưa hỗ trợ xuất file ảnh ở các định dạng đa dạng hơn như Portable Network Graphics PNG hay Photoshop Document PSD để làm việc theo layers trong Photoshop. Ngoài ra, việc sử dụng Evoto bắt buộc phải có kết nối Internet do files và các tính năng của ứng dụng đều được lưu trữ và đồng bộ trên cloud. Khó khăn hơn, bạn sẽ chưa thể mua được phần mềm này ngay mà cần phải trả một khoản tiền định kỳ để mua thêm số lượng ảnh có thể xuất ra sau khi chỉnh sửa. Vâng, các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng các cô gái trải nghiệm phần mềm chỉnh sửa ảnh tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo Evoto. Theo các bạn, phần mềm này có xứng đáng trở thành tương lai của ngành retouch hay không? Hãy cùng để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận và cùng nhau chờ đợi một phiên bản cải tiến tốt hơn trong tương lai của phần mềm này nhé. Chúng mình là Tokyo Camera. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của chúng mình. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.